Xin chào các bạn trở lại kênh của Tích Mập TV. Thì là đầu tiên mình xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Thì hôm nay mình nói chung là mình có một chú chó con các bạn, khoảng tầm 2 kg mấy à. Nó rất là ốm, nó cũng khoảng mấy tháng rồi đó. Thì mình về quê mình xin của cô Tám mình, tại vì cô Tám mình lớn tuổi, có nuôi 2 con. Thì một con màu trắng trắng, nó rất là bự, nó chuyên là loại sình, thì nó ăn uống đầy đủ. Còn chắc đứa này bị lấn các bạn, bị ăn hiếp nên rất là nhỏ. Thì bây giờ mình kêu chú chó này để mình sáng coi cho nó ăn rồi, nên bây giờ mình kiểm tra thân thể luôn, coi có da, bắt da luôn. Tại hổm mình bắt da ăn chó bự các bạn, nó rất nhiều da. Chắc chó nhỏ này chắc không ngoại lệ đâu. Thì sống chung nhà thì bây giờ nó sống ở về nhà mình rồi, thì cũng được 2 bữa rồi, qua với bữa nay 2 bữa. Bây giờ quay ống kính là các bạn. Đeo mặt đây, nó ra ngoài kia, nó đứng ngoài kia. Vô con, vô nghiên cứu vậy. Vô đây kiểm tra thân thể cho. Mới lau ly ở nhà. Còn mấy chú chó con thì nó ra đây, nó nằm ở ngoài đường, nên mình kiểm tra thân thể bé chó xin giữ luôn, rồi kiểm tra mấy đứa nhỏ luôn. Vô con, đóng cửa lại để kiếm chuyện ra nữa. Chứ cửa mình xong bây giờ nó có nước rồi. Vô con. Mình lấy cái này đựng nước, mình bắt mấy con kia. Đây cha kiểm tra. Trời ơi. Trời ơi, 2 con dê chúa tể luôn, rừng xanh luôn nè các bạn ơi. Trời ơi, mới có một đêm mà bự dê. Đúng là con dê. Để em cho làm cho con nhẹ nhẹ, nó không có đau. Đó, mày cho vô cái tủm luôn. Ở sân ngộ ta, nó có một con bự, có 2 con nhỏ nằm kế bên nữa ta. Ngồi vô đây hút là tiêu hết cả người. Rồi ăn sau bồi bổ sao đủ. Đây chọc ép con ve là tuôn chạy hả. Qua mình bắt lên cô Tám mình, mình xin về là mình đây các bạn, thấy không? Là mình bắt cái con chó trắng kia là nó cái đóng rồi đó. Nói chung lâu lâu về thăm ruộng các bạn, thăm ruộng sẵn thăm cô Tám rồi. Cái mua đồ cho gửi cô Tám ăn. Và nói chung bà cũng khá mà bà ít bà không có đi chợ, ăn đồ vườn không à, rau luộc chứ lâu lâu mua cá mua thịt đồ. Đây, 2 con chó nhỏ kia làm gì đằng đẵng rồi các bạn. Để cho bắt cho. Trời ơi, mình mấy gì đâu mà da không rồi các bạn. Như đây không là sao mà lớn nổi. Ăn kiểu gì cho mà kịp. Mình bắt bữa nay là chắc cú là ngày tối nay nó ngủ ngon. Trời ơi, học me nó các bạn, học me nó nè.
Trời ơi. Sao người người ốm vô ốm nhát mà sao con nào nói chất lượng không trời. Hả? Ừ, ừ. Mình thấy mấy con này mình dị ứng lắm, mấy con à nó vô nó lay nguyên bầy mình luôn á. À, qua nay mình không có cho vô chuồng các bạn. Để mình nuôi cho nó lớn. Nó lớn hẳn. Ừ, ừ, nhóc luôn. Nhóc luôn các bạn. Nhóc luôn. Như đây mà sao mà chịu nổi con. Một con là chịu không nổi rồi. Một rừng luôn. Chỗ nào cũng có các bạn ơi. Trời ơi. Khỏi cần chải, nhìn cũng bự cũng không thấy nữa. Ê, cho bắt ra là con khỏe à. Ừ, nó cắn dính da nhỏ luôn. Trời ơi. Bày bày luôn. Nè các bạn. Ừ. Trời ơi. Ghê. Nùi nùi luôn nè. Giật ra cái nhỏ. Nhỏ nó nhẹ người đó. Chân nó nhảy 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 luôn. Ừ ừ. Ghê thật. Hèn chi. Ăn có nhiều đâu mình hút ra hết. Còn gì đâu. Có nhiều chất. Gặp cô Tám ở cho ăn cơm không nữa chắc chết luôn. Bây giờ về tay cha là ngon lành. Không có đứa nào bị con gì cắn đâu đừng sợ. Ngày đã tắm 30 lần mà lấy gì nữa. Rồi ơi sót trên đây nữa nè. Một ngày đã tắm 30 lần rồi. Thử coi mà chịu nổi không. Ôi ôi. Chỗ nào cũng có. Này bắt chừng 2 lần hết vậy. Nhỏ có bao. Có miếng xa da bột xương mà. Đè cắn nhỏ. Nội ơi. Hết nó nổi mấy da nè. Lên luôn. Ừ ừ. Cha trả thù cho con đừng sợ. Trời ơi. Về mà sao mà. Sao mà nó lớn nổi. Để dặn qua dặn lại. Các bạn thấy không nổi gây ốc. Hàng chị ăn có nhiều. Có nhiều mà mấy này nó ký sinh lên hết rồi. Đúng là con da khổng lồ các bạn. Ồ cái răng nó bấm sâu. Sâu vô da thịt. Trời ơi. Chìm nghiễm luôn. Trời ơi đây nữa nè. Ừ ừ. Cái này mà vô cái chuồng của mình một cái chắc nó lay hết chuồng quá. Đau không con? Ngứa chứ đau gì. Con ve theo mình biết là con ve nó tiết ra cái chất gì nó làm ngứa chứ nó không có đau. Ừ, trên đầu là 2 con nữa nè. Ừ. Ráng đi. Sao mà sau cái buổi này là con sẽ ngủ ngon, an tâm. Cha hứa mà, cha đã tin tính mà, cha uy tín mà. An tâm. Cha sẽ cho con ăn đàng hoàng, tử tế, không như bà Tám cho ăn cơm với nước tương đâu. Trời ơi, lỗ tai. Trời ơi. Lỗ tai có luôn nè. Ừ.
Ghê quá. Hết rồi. Hết ơi, ngoài dành có luôn nè. Em đừng nhúc nhích. Hồi đó mình rất là sợ bắt ve các bạn, nên nhìn nó ghê ghê các bạn. Không biết nó có cắn mình không. Cái mình cũng nghiên cứu, cái mình thấy nó không sao hết. Nhưng mà không biết sao mà trị cho nó tuyệt. Nhưng mà có lẽ là chắc phải nhờ vào thuốc sữa tắm chị ve các bạn. Nó có mấy ký nè. Có mấy ký lô nè các bạn. Có mấy ký lô thôi. Nó lòng nào cắn người ta. Còn thấy giờ nhóm nhám rồi chắc ngó quá. Đây. Thấy không? Rồi nãy giờ nghe nó nghe nhột nhột lỗ tai, không biết có con nào chui lỗ tai mà không chạy. Nhìn con mà nhỏ cha nhột lỗ tai luôn đó con. Trời ơi. Rồi, con kiến chui lỗ tai mình các bạn. Nó có một con nữa nè. Rồi, thường thường xanh. Nó hai con các bạn. Nè. Nè. Ghê không các bạn? Hên. Hên là con lọt vô ta cha. Chứ không lọt. Nói chung mà cũng mà lâu lâu mới diện lần. Nói chung cũng không có thấy đứa này. Nếu mà thấy thì sinh là trước lâu rồi. Vì đâu mà bà lớn tuổi cũng như bà cũng yếu chân rồi, 80 tấm mấy rồi mà còn nuôi chó. Cứ than nó sao đứa này lớn mà nó không có việc phát triển. Nó lớn rồi các bạn, theo mình nghĩ là nó dài vậy là nó lớn rồi đó mà nó không phát triển. Thấy không, nội như đây không ngờ mai lên 2 ký rồi nè. Biết còn sót đâu không, này lông sắc rạc mà đâu có thấy gì đâu. Bụng không có gì hết. Một thằng bé ấm nhơ bấm nhách. Chân có nè. Quên lỗ tai này còn nè. Trời ơi, lỗ tai nhóc luôn các bạn. Các bạn thấy không? Trời ơi. Kèm cái ly qua đây đi. Chầm, con đổ ly. Đứng em đây các. Cha trả thù cho con. Mấy đứa nào mà nó cắn con á, cha trả thù cho con. Cha cho nó bơi lội chứ không gì. Cha không có làm gì ác đâu. Trời ơi, nó đu nhỏ cứ ngắt luôn. Đứa này phải bắt một lần nữa các bạn. Nó có thể mình không thấy. Nó ngứa. Nó ngứa cái lỗ tai mà nó quào không tới nè. Con cứ an tâm. Cái nào cha hứa là cha làm cho nó tới mà. Mấy đứa ký sinh cha ghét lắm.
Rồi hết rồi. Mình máy hơi dơ nè, lát tắm nha. Ừ, có một con ếm. Rồi. Trên kia. Rồi, có một con nè, em. Rồi. Để cho bắt cho. Rồi nằm luôn đây. Rồi. Ăn hiếp con à. Ăn hiếp con là cha bắt nó cho. Rồi. Rồi, hai con. Đứng em. Rồi chân kia. Có luôn. Đứng em. Nằm xuống. Cho bắt cho. Cho đang ghiền bắt mà. Ủa tao mất tiêu rồi. Rồi mất tiêu rồi hết rồi. Rồi ngày mai cho kiểm tra một lần nữa là tắm. Tại nói chung mình mới về, mình không có cho tắm bị chối nước các bạn. À đây mình quay cận cảnh cho các bạn thấy, các bạn ớn luôn nè. Đồ. Ghê quá các bạn ơi. Mấy cái con ở dưới đáy kìa. Mấy con ở dưới đáy nó gọc địch kìa. Bơi đi, bơi đi. Rồi, trên tay có con gì nữa kìa. Bơi đi. Dám cắn chó cưng của tôi hả? Nè, cho mấy ông bơi đi, đó. Đó, hai ba con ở dưới đáy, các bạn nó gọc địch ở dưới. Nè, lặn luôn đi. Cho lặn luôn á. Rồi bé bay. Nè coi nè, coi con coi nè, nè nhìn đây nè, tụi nó cắn con nè. Thôi mình xin tạm dừng video tại đây các bạn. Thôi xin chia tay các bạn và hẹn lại các bạn vào những video kế tiếp. Xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Thì hôm nay giữa trưa hè nóng bức, mình bắt ghe cho con chó bị suy dinh dưỡng các bạn. Thì mình cũng đã bắt xong rồi mà, nhưng mà chưa chắc nó còn trứng ở trong cái chân lông á. Thì chắc một bữa hai bữa nữa mình bắt một lần nữa thì nó sẽ hết thôi. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.